rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, hoặc hữu tình khác tùy hỷ hồi hướng các việc phước nghiệp, hoặc các việc phước nghiệp của hàng phàm phu thanh văn độc giác, đó là bố thí, trì giới, tu hành ba việc phước nghiệp, hoặc các việc phước nghiệp như bốn niệm trụ, vân vân. Công đức tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ Tát đối với việc phước nghiệp của phàm phu thanh văn độc giác là tối tôn, là tối thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Vì sao? Vì các phàm phu tu phước nghiệp chỉ vì muốn an lạc cho bản thân, thanh văn độc giác tu phước nghiệp chỉ vì muốn điều phục riêng mình, tịch tịnh riêng mình, niết bàn riêng mình. Còn các đại bồ tát có bao nhiêu công đức tùy hỷ hồi hướng vì muốn tất cả hữu tình được điều phục, tịch tịnh, chứng đắc niết bàn, khi ấy cụ thọ thiện hiện hỏi bồ tát tử thị: Đại bồ tát này đem tâm hồi hướng tùy hỷ khắp mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới. Cứ mỗi một thế giới thì có vô lượng vô số vô biên chư Phật đã nhập niết bàn. Từ lúc mới phát tâm cho đến chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, như vậy cho đến sau khi nhập vô dư y niết bàn, lần lần đến khi chánh pháp hoại diệt, trong khoảng thời gian này có bao nhiêu thiện căn tương ứng với sáu pháp ba la mật đa và cùng với thanh văn độc giác bồ tát tất cả hữu tình, thiện căn tương ứng với vô lượng vô số vô biên Phật pháp cộng hoặc bất cộng, hoặc việc tu ba phước nghiệp bố thí trì giới của đệ tử phàm phu, hoặc căn lành vô lậu địa vị vô học hữu học của đệ tử thanh văn kia, hoặc sự thành tựu giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của Như Lai ứng chánh đẳng giác, và vì lợi lạc cho tất cả hữu tình, đại từ đại bi đại hỷ đại xả vô lượng vô biên Phật pháp và chánh pháp được thuyết của chư Phật kia, hoặc dựa vào pháp kia mà tinh cần tu học, hoặc đắc quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề, hoặc nhập vào chánh tánh ni sành của bồ tát, hoặc tu đại bồ tát hạnh, tất cả thiện căn như vậy và hữu tình khác đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, hàng thanh văn bồ tát, các đệ tử, các thiện căn ở đời hiện tại hoặc sau niết bàn, tập hợp tất cả các thiện căn hiện tiền tùy hỷ, đã tùy hỷ rồi lại tùy hỷ câu hành việc phước nghiệp như thế, đem cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nguyện đem căn lành này cùng các hữu tình đồng nhau tiến tới quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khỏi sự tùy hỷ hồi hướng như vậy, đối với việc phước nghiệp phát khởi khác là tối tôn, là tối thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Ý ông thế nào do việc phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy, là có việc sở duyên như thế nên nói là đại bồ tát kia chấp tướng không? Bồ tát tử thị trả lời thiện hiện: Đại bồ tát kia duyên việc như vậy, phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng, thật không thể gọi đại bồ tát kia chấp tướng do việc sở duyên như thế. Lúc này cụ thọ thiện hiện bảo bồ tát tử thị: Nếu không phải do việc sở duyên như thế là chấp tướng, thì sự phát tâm tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ Tát kia là dùng chấp tướng làm phương tiện để duyên khắp mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới. Mỗi một thế giới có vô lượng vô số vô biên chư Phật đã niết bàn, từ lúc mới phát tâm cho đến lúc chánh pháp hoại diệt, có bao nhiêu thiện căn và thiện căn của các đệ tử, tập hợp tất cả để hiện tiền tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng như vậy chẳng phải điên đảo. Đối với vô thường gọi là thường, đối với khổ gọi là vui, đối với vô ngã gọi là ngã, đối với bất tịnh gọi là tịnh. Đây là suy nghĩ kiến thức điên đảo. Đối với vô tướng mà chấp lấy tướng đó cũng như vậy. Sở duyên như thế thật vô sở hữu, tâm tùy hỷ hồi hướng cũng như vậy, các thiện căn cũng như vậy, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng như vậy, bố thí vân vân sáu pháp ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng cũng như vậy. Nếu như việc sở duyên thật vô sở hữu thì tâm tùy hỷ hồi hướng cho đến trí nhất thiết tướng cũng như vậy. Những gì là sở duyên, những gì là việc, những gì là tâm tùy hỷ hồi hướng cho đến những gì là trí nhất thiết tướng mà Đại Bồ Tát kia duyên theo việc như vậy mà khởi tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, khi ấy Bồ Tát tử thị trả lời cụ thọ thiện hiện:
Nếu Đại Bồ Tát học sáu pháp Ba La Mật Đa lâu dài, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, gieo trồng thiện căn, phát nhiều đại nguyện lâu dài, vì muốn được nhiều bạn tốt hộ trì, kéo học các pháp, tự tướng đều không. Đại Bồ Tát này đối với việc sở duyên và tâm tùy hỷ hồi hướng, các thiện căn quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chư Phật Thế Tôn và tất cả pháp đều không chấp lấy tướng, mà có thể phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy là dùng không hai, chẳng phải không hai làm phương tiện, không hữu tướng, không vô tướng làm phương tiện, không có sở đắc, không vô sở đắc làm phương tiện, không nhiễm không tịnh làm phương tiện, không sanh không diệt làm phương tiện. Đối với việc sở duyên cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không chấp lấy tướng, đã không chấp lấy tướng cho nên không bị điên đảo. Nếu Đại Bồ Tát chưa học sáu pháp Ba La Mật Đa lâu dài, chưa từng cúng dường vô lượng chư Phật, chưa phát đại nguyện lâu dài, chưa gieo trồng nhiều thiện căn, chưa được nhiều bạn tốt hộ trì, chưa đối với tất cả thiện pháp học tự tướng không,